Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cờ Đỏ đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Cuộc họp đã thông qua quyết định thành lập ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và các tiểu ban diễn tập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cờ Đỏ năm 2024, trong đó quán triệt mục đích yêu cầu, quy mô nội dung diễn tập, các mốc thời gian chính của diễn tập, tổ chức và phương pháp diễn tập thành phần tham gia, địa điểm diễn tập, công tác bảo đảm nhiệm vụ của các cơ quan ban ngành và tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu đã nhất trí với kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ quyện năm 2024, đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp quyện trong thời gian tới.